Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các em thân mến, tiếp nối chủ đề Biển đảo yêu thương. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học mới. Để khởi động cho bài học này, các bạn sẽ cùng quan sát vào tranh và cho cô biết các chú hải quân đang làm gì? à đúng rồi các chú hải quân có trong tranh đang cùng nhau trồng cây đúng không nào ở ngoài đảo xa có nhiều loài cây được xem như là một biểu tượng khi nhắc đến đảo những cây đứng hiên ngang sửa mênh mông nước như những người chiến sĩ anh hùng bảo vệ tổ quốc vậy đó một trong số chúng có thể nhắc đến đó là cây bàng vuông nó được mệnh danh là nữ hoàng của đảo. Vậy vì sao nó được mệnh danh như thế? Chúng mình hãy cùng với cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài học có tên Nữ hoàng của đảo. Trước tiên, các bạn học sinh cần phải quan sát thật kỹ vào bài đọc của chúng mình và chú ý giúp cô vào những từ ngữ đã được cô in đậm. Bây giờ, hãy cùng với cô đọc qua các từ ngữ khó phát âm này một lần nhé nữ hoàng mọc nhụy lại một lần nữa nhé nữ hoàng mọc nhụy rất tốt bây giờ là thời gian để các bạn học sinh cùng quan sát vào bài đọc nhưng video lại ít phút tập đánh vần và đọc trợn cả bài đọc này giúp cô nào các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt rồi đấy bây giờ hãy cùng với cô đọc qua bài đọc hôm nay nhé nữ hoàng của đảo cùng với cây phong ba bàn vuông mọc nhiều trên các đảo của trường sa bàn vuông nở hoa vào ban đêm hoa mọc thành chùm cánh hoa màu trắng tím nhụy vàng đài màu trắng quả hình đèn lồng có bốn cạnh vuông cây bàn vuông không chỉ che mát mà còn tạo cảnh sắc tươi đẹp cho đảo vì vậy bộ đội trường sa gọi bàn vuông là nữ hoàng của đảo theo lê nam sơn ở đây các bạn học sinh sẽ chú ý giúp cô vào một vài từ khó về nghĩa như sau đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về từ phong ba cây phong ba là một loài thực vật nhỏ, chỉ cao trung bình khoảng từ 3 đến 6 mét, dù có thể đạt chiều cao tới 10 đến 15 mét. Cây thường xanh và mọc ở những nơi đất cát. Kế đến chúng ta có từ nữ hoàng, nghĩa là người phụ nữ làm vua. Trong bài đọc này, nữ hoàng của đảo được hiểu là chỉ loài cây đẹp nhất trên đảo kế đến chúng mình có từ nhụy nhụy là bộ phận sinh sản cái của hoa kế đến chúng ta có từ đài đài là bộ phận ở phía ngoài cùng của hoa bên cạnh đó chúng ta có từ cảnh sắc nghĩa là cảnh thiên nhiên với nhiều sắc màu khác nhau tạo nên hứng khởi khi nhìn ngắm những từ này tuy khó nhưng khi giải nghĩa cũng hết sức đơn giản đúng không nào cô hy vọng rằng với phần hướng dẫn của cô các bạn học sinh có thể ghi nhớ thật kỹ sau này nếu như gặp lại những từ ngữ này chúng ta sẽ hiểu và sử dụng chúng đúng cách nhé phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay của cô trò chúng ta đó là tìm trong bài đọc tiếng có phần uông. Bây giờ, các bạn học sinh hãy đọc thật kỹ lại bài tập đọc Nữ hoàng của đảo và giúp cô tìm ra những tiếng có phần uông nhất. Đúng rồi, các bạn học sinh đã làm rất tốt. Trong bài đọc này, chúng ta có tiếng vuông chứa phần uông đấy. Vậy, Ngoài bài đọc có những từ ngữ nào mà các tiếng có chứa phần uông không nhỉ? Hãy cùng cô đến với yêu cầu tiếp theo Các bạn học sinh sẽ tìm từ ngữ ngoài bài có tiếng chứa phần uông và phần uôn Hãy giúp cô hoàn thiện bài tập sau đây Các bạn học sinh đã làm rất tốt. Ở đây cô có một vài từ như là hoa muốn biển hay là sóng cuồn cuộn. Như vậy, trong cụm từ hoa muốn biển, cô có tiếng muốn chứa phần uông. Trong cụm từ sóng cuồn cuộn, cô có tiếng cuồn và tiếng cuộn chứa phần uôn Và ở bài tập mà các bạn học sinh vừa thực hiện thì có thể thấy với phần uông chúng ta có một số từ ngữ như là ớt chuông, chuồng gà hay là vỡ tuồng. Với phần uôn, chúng ta có một vài từ ngữ như là chuồn chuồn, suôn sẻ, buồn bã. Rất thú vị, đúng không nào? Cô tin chắc rằng các bạn học sinh của cô sẽ tìm thêm được nhiều từ ngữ khác mà trong các từ ngữ ấy có các tiếng chứa các vần mà chúng ta đã học rồi đấy yêu cầu cuối cùng trong bài học hôm nay của cô trò chúng ta đã là đặt câu với từ mà các bạn vừa tìm được ở đây cô có một số ví dụ như sau đầu tiên cô có câu những quả ớt chuông đã chín ở câu này cô đã sử dụng từ gì các con à đúng rồi cô sử dụng từ ớt chuông, đúng không nào? Và trong câu tiếp theo, vì không làm được bài, An cảm thấy rất buồn bã. Ở trong câu này, cô lại sử dụng từ buồn bã. Bây giờ, các bạn học sinh hãy giúp cô hoàn thiện câu văn sau đây nhé. Các bạn đã làm rất tốt trong bài tập vừa rồi, chúng mình có câu cuối tuần mẹ dắt em đi xem vở tuồng rất hay. Vậy thì trong câu này, cô sử dụng từ vở tuồng đúng không nào? Hãy thử cùng với bạn bè của mình tìm thêm thật nhiều từ ngữ mà trong đó có các tiếng chứa vần uông và vần uôn, sau đó hãy thi đặt câu với nhau nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.